Gần đây tôi khắc mấy cái ấn chương nhỏ. Cái ấn chương nhỏ này chỉ có một chữ, chữ thông. Tặng cho không ít các bạn đồng tu. Chúng ta nghĩ, từ cá nhân cho đến đại vũ trụ, ngay trong đây do đó sản sinh ra chướng ngại, đều là bởi vì không thông. Thông thì có thể giải quyết vấn đề. Ở cá nhân mà nói, thân thể của chúng ta khỏe mạnh. Tại vì sao thân thể không khỏe mạnh? Chính là bởi vì khí huyết của chúng ta không thông, cho nên người này mới có thể bị bệnh. Xem thấy phương pháp trị bệnh của người xưa chúng ta, dùng châm cứu, dùng xoa bóp. Loại phương pháp này ở vào thời xưa rất phổ biến, không cần phải uống thuốc. Thầy thuốc cao minh biết được bạn có chỗ nào sinh ra trở ngại, chỉ cần đem trở ngại này bài trừ, khiến máu huyết lưu thông, bạn liền hồi phục khỏe mạnh. Uống thuốc đó là phương pháp bất đắc dĩ. Thực tế chúng ta xem thấy trong Phật kinh, đó đích thực là phương pháp rất cao minh. Trong Phật kinh cùng chúng ta nói đến niệm chú. Bị bệnh rồi, Phật dạy bạn niệm chú. Chú vừa niệm thì bệnh liền khỏi. Chúng ta xem thấy, cảm thấy việc này rất thần kỳ. Thần kỳ không ngờ. Kỳ thật, phương pháp này rất là khoa học. Nó là dùng âm nhạc để chấn động, làm cho bộ phận không thông này của bạn được đã thông. Cho nên trong Phật kinh có rất nhiều chú ngữ dùng để trị bệnh. Hiện tại chúng ta niệm không linh. Tại vì sao không linh? Âm niệm không chính xác. Cho nên việc này nhất định phải có truyền thừa, phải khẩu truyền. Âm không chính xác thì không đạt được, hiệu quả liền không có. Còn có âm lượng lớn nhỏ, phải là lời rất chuẩn xác, nó chấn động một bộ phận nào đó trong nội tạng thân thể bạn. Phương pháp này của Phật còn cao minh hơn so với châm cứu Trung Quốc. Châm cứu còn phải dùng kim, còn phải dùng tay để xoa bóp. Cái này không cần thiết. Dùng âm thanh để chấn động. Phương pháp rất cao minh. Rất là đáng tiếc, văn tự chú ngữ này ghi chép còn ở trong Đại Tạng Kinh, nhưng không có người biết đọc, bị thất truyền. Thế nhưng nó nói với chúng ta một chân lý. Cái chân lý này chính là phải quán thông mới được. Chướng ngại giữa người và người cũng là do ít qua lại với nhau, ít giao lưu với nhau, thế là sinh ra hiểu lầm. Do hiểu lầm mà khởi lên nghi ngại, như vậy mới tạo thành bất hòa, tạo thành đối địch, phát triển trở thành cạnh tranh, đấu tranh. Truy cứu nguyên nhân ban đầu là không thông. Cho nên người với người phải câu thông, phải câu thông với nhau mật thiết. Tại vì sao bạn bè cả đời chơi với nhau tốt như vậy,
thường hay qua lại. Khi có thời gian liền thăm hỏi lẫn nhau, nói chuyện, nói đến mọi chuyện thì thông suốt, liền biến thành bạn tốt. Quan gia đối đầu, tại vì sao quan kết càng sâu, không qua lại. Không qua lại thì dò xét lẫn nhau, càng dò xét càng sai. Đây nói rõ người với người phải câu thông. Giữa gia đình với gia đình phải câu thông, hiện tại kém khuyết. Giữa người với người có sự ngăn cách. Giữa nhà với nhà, chúng ta ở nơi đây, đôi bên hàng xóm không hề qua lại, vậy thì làm sao được? Trong xã hội cũ Trung Quốc, hàng xóm đích thực làm đến được quan tâm lẫn nhau. Ngày vui, ngày Tết thường hay có. Hôm nay người già nhà của họ mừng sinh nhật, trẻ nhỏ mừng sinh nhật, đều sẽ tụ họp hàng xóm lại cùng nhau vui mừng. Chúng ta ngày trước ở nơi nông thôn, trong một thôn trang, mọi người thường hay tụ họp, đại khái một tuần lễ luôn sẽ có 1 đến 2 lần. Cho nên một cái thôn trang liền biến thành như một đại gia đình vậy, đôi bên quan tâm lẫn nhau. Trẻ nhỏ có làm việc gì sai, gia đình hàng xóm khi nhìn thấy đều sẽ đến nhắc nhở, xem như con cháu của chính mình mà dạy bảo. Bất cứ người già của nhà nào, khi chúng ta đi trên đường gặp được, đều sẽ giúp đỡ họ, đều sẽ phò trị họ. Tình làng nghĩa xóm rất nồng. Hiện tại không xem thấy. Hiện tại ở đô thị đều là nhà cao tầng, nhà bên cạnh ở mấy mươi năm, không biết được người đó là họ gì, chưa từng chào hỏi lẫn nhau. Hiện tại tình người thật là tan nhạt. Cho nên giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, người ta nói học thuyết của nhà Nho Trung Quốc cùng Phật Pháp Đại Thừa, trong đây là một phương thức rất là quan trọng, chính là thông. Nhà Nho nói thông, Phật cũng nói thông. Giữa chủng tộc với chủng tộc phải tương thông. Hiện tại do gì giao thông thuận tiện, tin tức phát triển, chúng ta đối với bạn bè ở phương xa phải hiểu được, lợi dụng phương tiện khoa học kỹ thuật cao để câu thông. Chúng ta sáng sớm mỗi ngày nửa giờ tụ họp này, cùng mọi người câu thông trên đường truyền. Giữa tộc quần phải câu thông, giữa tôn giáo càng phải câu thông, giữa quốc gia và quốc gia. Hy vọng mỗi một người chúng ta khởi tâm động niệm, suy nghĩ đến là an toàn của hết thảy thế giới. Cổ đức chúng ta đã nói, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Và lúc đó là chỉ một quốc gia. Ngày nay chúng ta phải đem tâm lượng, tầm nhìn mở rộng. Hưng suy của quốc gia, an nguy của thế giới, mỗi một người chúng ta đều có trách nhiệm.
Quốc gia vì sao mà suy? Thế giới vì sao không an toàn? Do gì không thông? Quốc gia muốn hưng vượng, thế giới muốn an định hòa bình. Then chốt chính ngay một chữ thông. Đây là mức độ thấp nhất. Chúng ta cần phải có cái tâm lực này, phải có cái nhận biết này, chăm chỉ nỗ lực đi làm. Công tác cầu thông. Ngay trong cuộc sống thường ngày, hiện tại chúng ta cùng với các dân tộc khác nhau, người quốc gia khác nhau, cơ hội tiếp xúc rất nhiều. Khi tiếp xúc phải biết được thỉnh giáo với người khác. Hỏi qua lịch sử văn hóa của quốc gia họ. Hỏi qua tập quán đời sống của con người họ. Tăng thêm tri thức của chúng ta. Đây là học vấn. Thánh nhân xưa nay trong ngoài, họ sở dĩ được gọi là thánh nhân, họ ưa thích hỏi. Sau khi hỏi rồi, chúng ta cũng đem lịch sử văn vật của quốc gia mình, phong tục tập quán giới thiệu cho họ. Đây là đôi bên hiểu nhau. Qua lại như vậy mới chân thật có ý nghĩa, mới có giá trị. Ngay trong lời nói không có lời thừa. Đôi bên song phương đều thêm lớn học vấn, thêm lớn đức hạnh. Lấy hiện tiền chúng ta mà luận, chúng ta thường nói Phật Pháp Thế Tôn ở trong kinh điển vô số lần dạy bảo chúng ta thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Vì người diễn nói chính là tác sư tác phạm. Học phi nhân sư hành vi thế phạm. Diễn là biểu diễn. Chúng ta phải làm ra tấm gương tốt cho người xem. Người ta xem rồi mới sanh khởi lòng tin. Cho nên Phật trong tất cả kinh luận đều nói đến y chánh trang nghiêm. Trang nghiêm hai chữ này chúng ta có hay không? Nếu như không có, làm sao có thể làm ra một người tốt cho người xem? Trang nghiêm hai chữ này dùng lời hiện tại mà nói là chân thiện mỹ huệ. Chúng ta có hay không? Chân thiện mỹ huệ biểu hiện ngay trong âm thanh, thể chất, dung mạo. Vậy chúng ta nghĩ thử xem, ở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta biểu hiện ra là cái gì? Chính mình không xem thấy chính mình, ngày ngày phải soi gương. Soi gương là tu học.
một loại phương thức rất tốt, nhất là cái gương lớn thường hay chiếu soi, xem qua nhất cử nhất động của chính mình, xem qua nhan sắc, thái độ của chính mình. Dùng cái phương pháp này để tu sửa lỗi lầm của chính mình. Cầu người khác dạy bạn khó, ai cũng không dám đắc tội với bạn, ai cũng đều hy vọng làm người tốt, hà tất phải làm quan gia đối đầu với người. Không có người dạy chúng ta, nhất là ở xã hội ngày nay, người ta ở bên cạnh xem chuyện cười, ở sau lưng luận phải quấy. Người có thể nói lỗi lầm của chúng ta, chân thật quan tâm, chân thật thương yêu, hiện tại không tìm ra. Lúc trước còn có cha mẹ, còn có lão sư, hiện tại cha mẹ cũng không dám nói, lão sư càng không dám nói. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ tình hình xã hội hiện tại. Làm thế nào tu dưỡng phẩm đức của chính mình, tăng thêm học nghiệp của chính mình. Bạn không nương vào chính mình, nương vào ai? Hiện tại văn minh vật chất phát triển, chúng ta mua một cái tấm gương lớn, mua để làm gì vậy? Soi chính mình, không phải soi người khác. Người biết tu hành, xem thấy người khác, liền có thể hồi quang phản chiếu, nghĩ đến chính mình. Đây là việc tốt, đây là chính xác. Người khác có tu hành, ta lập tức liền nghĩ ta có hay không. Người khác làm ác, ta nghĩ xem ta có làm qua hay không. Cho nên tất cả người sự vật trong xã hội cũng là một tấm gương lớn để soi. Người biết dùng thành tựu học vấn đức hạnh của chính mình, then chốt ở biết hay không biết. Giữa người với người, cái ấn tượng thứ nhất chính là gặp mặt với bạn, dung mạo của bạn, thân thể của bạn. Nếu như người học Phật chúng ta thân thể không khỏe mạnh thì không thể dạy xã hội đại chúng sanh khởi lòng tin đối với Phật Pháp. Vì nhìn thấy bạn học Phật, bạn không khỏe mạnh, Phật không thể học, học Phật thì ra dáng vẻ như vậy. Đây là tội nghiệp của chúng ta. Chúng ta đem hình tượng của Phật phá hoại đi. Phật Pháp, y báo, chánh báo đều trang nghiêm. Chúng ta học Phật chính là một đại biểu của Phật, hình tượng của Phật. Chúng ta phá hoại đi hình tượng của Phật, chúng ta làm hỏng đi hình tượng của Phật, chúng ta tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, chính mình vẫn không hay biết. Việc này rất đáng sợ. Cho nên điều thân, điều tâm. Ở trong kinh luận Phật nói rất nhiều lần, nhất là giới kinh. Trong kinh luận phần nhiều là dạy chúng ta điều tâm. Trong giới luật phần nhiều là dạy chúng ta điều thân. Thân tâm khang kiện, viễn ly bệnh khổ,
xã hội đại chúng mới cần đến, mới hoan hỷ. Cho nên Phật pháp không xem thường hiện thực. Chúng ta phải có dung nhan tốt đẹp để tiếp đãi đại chúng, phải có tâm thái khỏe mạnh triển hiện cho người xem. Đây chính là tiếp dẫn đại chúng rộng lớn. Phật giáo chúng ta nói nhiều năm đến như vậy, nó là giáo dục chí thiện viên mãn của Phật Đà. Nó không phải là tôn giáo. Cho nên không luận chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, đều phải nên học Phật. Vì sao vậy? Phật pháp là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh đều cần đến trí tuệ, cần đến trí tuệ chân thật, cần đến trí tuệ viên mãn, mới có thể trải qua đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Chúng sanh sống ở thế gian, sống được khổ đến như vậy. Tại vì sao đời sống khổ đến như thế? Không có trí tuệ. Sống ở trong phiền não, lo buồn, gian nan, đây là rất bất hạnh. Phật pháp muốn độ chúng sanh, độ là ý nghĩa của giúp đỡ, hiệp trợ, hiệp trợ chúng sanh lìa khổ được vui. Đây không phải là một khẩu hiệu rỗng không, là mục tiêu chân thật. Làm thế nào có thể đem cái mục tiêu này thực tiễn? Phải có giáo học trí tuệ chân thật. Thân thể khỏe mạnh, các vị nhất định phải biết, phàm hệ ham muốn an lạc, cầu thân thể khỏe mạnh thì khó. Cho nên chúng ta hãy nghĩ đến Thế Tôn vì sao dùng bánh xe để làm biểu pháp, làm thành tiêu chí của giáo học. Tâm của bánh xe là thanh tịnh. Bánh xe là tròn. Hiện tại mọi người đều học qua. Tròn, tâm có hay không? Tâm ở chỗ nào? Không có hình tướng. Cho nên tâm phải rỗng, rỗng thì linh. Trong tâm không thể có thứ gì. Thân phải động, phải hiểu được vận động. Người thế gian cường thân chi đạo, làm rất nhiều vận động. Phật dạy cho thân tâm chúng ta đồng thời tu học, dùng bái Phật, dùng lễ lại. Mỗi ngày chúng ta có thể lại 300 lại. Lại Phật 300 lại này là ít nhất. Chúng ta biết có rất nhiều người một ngày lại 3.000 lại,
họ lại Phật có thể khai ngộ. Các vị ở trong cảnh trần hồi ức lục xem thấy pháp sư phơi đèn sáp, ông chính là bái Phật mà khai ngộ. Ông không biết chữ, không có đi học, đến sau này có thể làm thơ, có thể làm kệ, có thể giảng kinh nói pháp. Ở chùa A Dục Dương lại Phật lại 3 năm thì khai ngộ. Tâm thành liền thông. Chúng ta không thể khai ngộ thì không thông. Ông dùng phương pháp lại Phật thì đã thông. Trung niên trở lên mỗi ngày chí ít phải lạy 300 lạy, lạy đến trên thân toát mồ hôi. Tôi năm xưa cùng pháp sư Sám Vân tại Bộ Lý ở Chòi Tranh, tôi một ngày lạy 800 lạy, mỗi ngày chí ít phải thay áo lót 2 lần, trên người cả thân đều là mồ hôi, có sự giúp đỡ đối với sức khỏe thân thể rất tốt. Tôi ở trên núi của ngài đã hơn nửa năm, đã lạy 10 mấy vạn lạy. Mấy năm trước tôi ở Lusanki gặp được một vị cư sĩ tại gia hơn 60 tuổi, sức khỏe không tốt. Tôi khuyên ông lạy Phật. Ông đã hơn 60 tuổi, ông một ngày lạy 100 lạy, sáng sớm lạy 50 lạy, buổi tối lạy 50 lạy, không nên gián đoạn. Ông lạy được 1 năm, sức khỏe liền tốt. Vốn dĩ xương cốt thân thể này đều khô cứng, thế mà có thể ngồi xếp bằng. Mới biết được phương pháp này tốt. Trong phương pháp này có vận động, có cường thân, tu định tu huệ. Người lạy Phật tâm là thanh tịnh, thân là hoạt động, cũng giống như cái tướng của bánh xe vậy. Vòng tròn ngoài đang động, tâm không động, cho nên tốt hơn các thứ vận động khác. Các thứ vận động khác là tâm của bạn cũng đang động. Lạy Phật loại vận động này tâm không động. Đích thực định huệ đều học. Không nên sợ chảy mồ hôi. Chảy mồ hôi tốt. Những thứ dơ bẩn, độc tố bên trong chúng ta có thể bài trừ ra. Sau khi bài trừ ra thì sẽ không bị bệnh. Rất nhiều thứ bệnh đều là độc tố không thể bài trừ ra. Đặc biệt là bệnh viêm khớp, bệnh phong hàn. Là gì vậy? Niệu độc. Niệu độc không thể bài tiết ra, tích chứa ở trong khớp mà sanh bệnh. Phàm hễ bị loại bệnh này gần như đều không đổ mồ hôi. Rất ít đổ mồ hôi, nhất là chúng ta ở trong phòng máy lạnh. Nếu ở lâu thì bị nhiễm phong hàn. Cho nên nguồn gốc của bệnh chúng ta phải biết, phải làm thế nào để loại trừ nó, không sợ đổ mồ hôi. Mỗi ngày thêm mấy lần giặt quần áo, việc này không hề gì. Thân tâm khỏe mạnh, chúng ta có hình tượng tốt để cho xã hội đại chúng xem, tiếp dẫn xã hội đại chúng. Không nên bỏ lỡ cơ hội học Phật. Như vậy thì tốt. Tốt rồi, hôm nay chúng ta chỉ giảng đến chỗ này. A-di-đà Phật.